Xin mời Thạc sĩ Trương Thị Diệu Thu, Tổng Giám đốc Hệ thống Thẩm mỹ Thiên Khuê và Hệ thống Đào tạo MEGK. Hơn 10 năm làm công tác quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc thẩm mỹ, bà đã tổ chức điều hành thành công các lớp đào tạo nghề và kỹ năng cho học viên, chủ thẩm mỹ. Bằng khát vọng chiến lược phát triển bền vững, bà góp phần không nhỏ trong việc cung cấp nguồn nhân lực, chuyên viên thẩm mỹ tay nghề cao, phục vụ những thẩm mỹ viện và hệ thống spa trên toàn quốc.